Xin kính chào quý vị và các bạn. Có thể một số người chưa biết, sân bay lớn nhất châu Á lại thuộc về một quốc gia thuộc top nhỏ nhất châu Á. Đó là sân bay Changi của Singapore. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sơ lược về sân bay khổng lồ này nhé. Sân bay quốc tế Singapore Changi là sân bay lớn nhất châu Á, nằm ở phía đông của Singapore, bên cạnh vịnh Changi. Được xây dựng từ năm 1979, và được nâng cấp mở rộng nhiều lần suốt từ đó đến nay. Sân bay này có 4 nhà ga và 3 đường băng. Mã sân bay SIN. Sân bay Changi có quy mô hơn 1.500 ha, có khả năng phục vụ hơn 85 triệu lượt khách mỗi năm. Khoảng cách tới trung tâm Singapore là 19 km. Sân bay này đã giành được vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng của Skytrax về các sân bay tốt nhất thế giới năm 2023. Sân bay Changi được thiết kế với kiến trúc hiện đại và có đầy đủ tiện nghi phục vụ khách hàng. Tại sân bay này, du khách có thể tìm thấy những cửa hàng bán lẻ hàng đầu thế giới, những nhà hàng sang trọng và phòng chờ tiện nghi. Ngoài ra, sân bay còn có rất nhiều tiện ích như khu vui chơi giải trí, phòng tập thể dục, khu vườn hoa và nhiều hoạt động khác. Những trải nghiệm độc đáo tại sân bay Changi gồm thác nước trong nhà cao 40m, vườn bướm và rạp chiếu phim IMAX. Trung bình mỗi năm các hoạt động tại sân bay quốc tế Changi mang về cho đảo quốc sư tử hơn 4,5 tỷ đô la Singapore. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.